Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy Móc giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu máy mài Makita mã 9553NB công tắc không, chính hãng Makita. Rồi mình cùng khui nha. Máy nó sẽ như thế này. Sản phẩm sẽ được kèm cho tặng kèm với chúng ta một lưỡi đá mài Makita. Sách hướng dẫn sử dụng. Phiếu bảo hành từ Makita. Quý anh chị mua máy thì sẽ được bảo hành từ nhà cung cấp. Sản phẩm có những hãng. Cái nắp bảo vệ, một tay nắm, máy của chúng ta đây. Thì Makita thì sản phẩm đạt được bảo hành toàn quốc, thì máy sẽ được bảo hành chính chính hãng 6 tháng cho quý vị các bạn. Giờ mình ghim điện mình thử các bạn ha. Công tắc không, đá một tắc, sản xuất tại Thái Lan, mã 9553NB, công suất 710W, dùng điện 220 240V, 320A, dùng đá một tấc 50 đến 60 hẹp, tốc độ vòng quay là 11.000 vòng trên phút. Rồi, mình dùng điện test máy các bạn đây. Chạy rất êm. Thì tay nắm thì có thể là dặn vào bên này cho anh em thuận tay phải, hoặc là bên này cho anh em thuận tay trái vậy đó. Thì video hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị các bạn khi coi xong hãy nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để nhận được những chương trình, những sản phẩm mới từ Thế Giới Máy Móc. Cảm ơn và hẹn gặp lại.